truy bắt kẻ trộm ô tô bỏ chạy như phim hành động tại Bình Dương. Sáng nay ngày 16 tháng 6, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương nhận tin báo từ công an tỉnh Long An về một nghi phạm nằm trong băng trộm ô tô đang tẩu thoát đến địa bàn. Nghi phạm đang lái ô tô 5 chỗ, hiệu Toyota Vios màu đỏ, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, công an thị xã Tân Uyên huy động lực lượng tuần tra khép kín, phát hiện ô tô có đặc điểm trên đang di chuyển trên đường DT747 nên phát quả hú, ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường của thị xã Tân Uyên rồi hướng về thành phố Dĩ An. Nhận thấy dấu hiệu phức tạp, công an thị xã Tân Uyên đã liên hệ trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 phối hợp hỗ trợ truy đuổi. Sau khi bỏ chạy khoảng 20 km, ô tô bị truy đuổi đã mất lái tông vào hàng rào tôn trên đường DT743B. Cảnh sát giao thông nhanh chóng ập đến khống chế tài xế. Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Đỗ Thành Luân, 37 tuổi, quê Tiền Giang. Luân cho biết đã trộm ô tô từ tỉnh Long An bỏ chạy đến Bình Dương thì bị cảnh sát giao thông chặn bắt. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý.